Thành viên đẹp trai nhất HKT treo status về Châu Việt Cường, thái độ khiến hàng nghìn người phẫn nộ. TT và nhóm HKT có mối quan hệ thân thiết với Châu Việt Cường ở ngoài đời. Liên quan tới cái chết của cô gái Huyền trong khu tập thể ở phố Nguyễn Văn Ngọc, Hà Nội. Ngày 5 tháng 3, nam ca sĩ Châu Việt Cường hiện bị tạm giam để điều tra. Theo lời khai ban đầu của nghi phạm, anh đã cùng Huyền và một số đối tượng khác sử dụng ma túy tại nhà. Sau đó, do có ảo giác ngáo, Cường nhét đầy tỏi vào miệng Huyền, dẫn tới bịch đường hô hấp và tử vong. Sự việc đang khiến dư luận rung động, bất bình trước hành vi ăn chơi thác loạn, mất kiểm soát, dẫn tới hậu quả đáng tiếc của Cường và nhóm bạn. Mới đây, trưởng nhóm nhạc HKTTT cũng đã đăng tải một status ngắn lên trang cá nhân. Thay vì bức xúc như nhiều người, TT lại bày tỏ sự xót xa cho tình trạng của Châu Việt Cường ở hiện tại. Anh ơi là anh, sao lại ra nông nỗi này? TT xót xa cho đàn anh thân thiết ở hiện tại. Ở ngoài đời, Châu Việt Cường cùng các thành viên HKT khá thân thiết với nhau.